Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ cải lương Thái Nguyên được thành lập từ năm 2005 cho đến nay đã có 10 năm hoạt động và có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật của tỉnh. Với hơn 30 hội viên là nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công tham gia tích cực, câu lạc bộ là môi trường và là sân chơi để các nghệ sĩ ôn lại những bài ca, giọng hát, thể hiện tài năng của mình. Các thành viên trong câu lạc bộ đa số là nghệ sĩ, tuy tuổi đã cao nhưng giọng hát lời ca vẫn mượt mà, làm say đắm lòng người. Mở đầu chương trình dân ca hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một sáng tác của nghệ sĩ Hồng Kim với tựa đề Rừng quê cách mạng do tốp ca câu lạc bộ cải lương Thái Nguyên thể hiện. Giảng viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, hiện nay nghệ sĩ Hà Thành tuy tuổi đã cao nhưng vì lòng ham mê nghệ thuật và yêu thích bộ môn cải lương, tham gia hoạt động tại câu lạc bộ cải lương Thái Nguyên, ông đã có nhiều sáng tác về quê hương Thái Nguyên và đặc biệt là những sáng tác về vùng chè đất Thái.
Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một sáng tác của nghệ sĩ Hà Thành, bài ca Hương vị đất trời chè Thái quê tôi do chính tác giả thể hiện cùng nghệ sĩ Lệ Thanh. Đang trổ dậy đàn chim díu dan gọi bầy chào em bước lên đồi trong nắng mai đây búp chè gửi cả tình em thầm xe kết duyên lành bao lứa đô bên tách trà bạn bè hàn huyên mùi hương cốm nồng nàn sao có quên chè em gửi người chiến sĩ ngày đêm canh giữ nơi biên thùy hương bay về khắp mọi miền từ bao lâu đời đã lưu truyền đặc sản này của đất Thái Nguyên nâng chén trà đón bạn gần xa mời cô bác thường trà đất Thái ta vui đón chào hội trà Việt Nam hội trà quốc tế trên miền quê Thái Nguyên từ trăm miền du khách về đây ngất ngây trong hương trà điệu then khúc ca tuyên hòa đèn hoa sáng tươi màu cờ hoa sắc thắm nương chè xanh ngát xanh muôn trùng sóng gió trẻ em tới bao chân trời trải bao nắng mưa trên đồi trẻ đem sắc hương cho đời vì của đất một lành ta ngát thơm đây bút trẻ gửi cả tình em thầm sẽ kết duyên lành bao lứa đôi bên tất cả bạn bè hàn huyên mùi hương cốm nồng sao có quên trẻ em gửi người chiến sĩ ngày đêm canh giữ nơi biên thùy hương bay về khắp mọi miền từ bao lâu đời đã lưu truyền đặc sản này của đất Thái Nguyên từ bao lâu đời đã lưu truyền đặc sản này của đất Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù không sinh ra ở vùng quê Nam Bộ, nhưng nghệ sĩ Hồng Kim rất yêu thích bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử. Năm 1961, ông theo học khoa cải lương tại trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông về công tác tại đoàn cải lương Bắc Thái và là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của đoàn lúc bấy giờ. Mặc dù sau này đoàn cải lương Bắc Thái không còn tồn tại nữa, nhưng vì niềm đam mê và lòng yêu nghề, ông vẫn tích cực tham gia hoạt động cùng câu lạc bộ cải lương Thái Nguyên và đã có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật của tỉnh nhà. Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, nghệ sĩ Hồng Kim đã có nhiều sáng tác về thành phố đất thép. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng thưởng thức bài ca Thành phố thép, sáng tác nghệ sĩ Hồng Kim, biểu diễn tốc ca câu lạc bộ cải lương Thái Nguyên. Oh.
theo chương trình, xin gửi tới quý vị và các bạn bài ca Mẹ tiễn anh đi về phía biển của tác giả Liên Phương, quê ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Là cây bút lão thành nhưng dù tuổi cao, sức yếu vẫn muốn hòa nhịp trái tim mình cùng với nhịp thở của quê hương đất nước. Bài ca của ông chứa đầy khẳng khái tự hào khi dở lại những trang hùng sử của dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, những con người Việt Nam đã bao nhiêu lần đi về phía biển để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Chúng ta hãy cùng thưởng thức bài ca Mẹ tiễn anh đi về phía biển qua hai giọng ca Trần Bình và Lệ Thanh. Này và biển đảo Trường Sa, đất nước 4.000 năm, đây Nam Quốc Sơn Hà, lời khẳng khái của cha ông ngày xưa đi mở cõi. Ôi Bạch Đằng Giang năm nào là mồ chôn giặc thù xâm, hỡi những kẻ mong bá đồ vương có nghe chăng lời hịch truyền thoa trước, một dân tộc quyết đứng lên cho quốc khái hoàn ca hòa nhĩ bước quân hành. Đảo hôm nay đã trườn lên vải sóng, ngọn sóng bạc đầu gió lồng giữa Trường Sa. Từ sông Tử Tây qua Nam Yết Sơn Ca, mẹ dõi mắt hướng về Hoàng Sa dậy sóng. Cờ tổ quốc bay trên vùng biển đồng, căm giận lũ bá quyền đầy mưu. Nơi Hoàng Sa u ám những vầng mây, tàu giặc đến quấy đau lòng biển mặn, mẹ dõi nhìn anh ra biển hôm nay. Biển hôm nay con tàu anh lướt sóng, sóng hòn căng mang qua sông Bạch Đằng. Mẹ Việt Nam ơi, xin mẹ hãy yên lòng, nơi hải đảo xa xôi biển xanh chuyển sóng hát, nghe vọng về lời xa cát gọi cháu con. Phía đầu tây kia với bóng hoàng hôn, cũng chưa tắt lời ru căm hờn của mẹ. Tiễn anh đi hôm nào mẹ dặn, một mảnh Hoàng Sa cũng là xương thịt Việt Nam ta. Hãy đứng thẳng mà đi, hỡi đàn con từ xa xôi biển cả, cất cao đầu uống lời thề sống qua hàm tử vân đồn tây kết trương dương. Hỡi những kẻ xâm lăng chớ cậy binh hùng, đem mộng bá quyền gây điều hiếu chiến. Đây biên ải Lạng Sơn đất cao bằng, năm nào dung chuyển qua lũy thép hận căm, làm nên trận chiến vàng lừng. Trong giang anh hùng không quất
rừng kia. Tất cả đã lên đường ngày ấy Trường Sơn, đường ra trận hôm nay ta đi về phía biển. Tàu anh ra khơi biển Đông thẳng tiến, cho Trường Sa đây hoàng gia đó nối liền. Từ đất liền mẹ dõi theo anh, các con của mẹ hiên ngang nơi đầu sóng. Mũi hải hành anh qua rừng biển đồng, đã nổi đảo chìm cũng mang ước vọng vươn khơi. Cột mốc xưa truyền lại từ bao đời, cháu con sẽ đem ngực mình xây tường thành chân sông. Trời vẫn xanh cỏ ta bay trên vùng tổ quốc, lịch sử mấy ngàn năm vẫn khắc gọi tên. Hoàng Sa đảo ấy của mình, bao lời nhắn gửi mẹ trong tin đợi chờ. Mẹ tiễn anh đi về phía biển, mai thanh bình mẹ hát lại lời ru. Xua tan những áng mây mù, biển trời cao giống thanh hải âu theo về. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình dân ca của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.